Xin chào mọi người, một vòng tuần hoàn nữa sắp lặp lại rồi. Năm hết, Tết đến xuân sang. Đó không phải là tin đồn thất thiệt hay là tin giả đâu. Mà nhắc tới ngày Tết thì mọi người sẽ nghĩ đến gì nhỉ? Bánh chưng, bánh tét, cây niêu của Kiều. Không biết mọi người như thế nào chứ riêng Vi thì chỉ nghĩ đến thứ này thôi. Tại vì Tết năm nào thì cũng như năm nào mà. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn là con đít, vẫn ưa lì xì. Nhưng mà ông bà ta có một câu là 30 chưa phải là Tết. Nếu chuẩn bị cho những ngày vui trọn vẹn ấm cúng bên gia đình thì các bạn hẳn chưa quên những hình ảnh này đúng không? Thậm chí trong Tết rồi mà, sau mỗi lần ăn uống xong thì chúng ta còn phải lau dọn, quét dọn, rất là cực khổ luôn. Tại sao vậy? Tết là gì mà chúng ta có thể nghỉ ngơi mà thư giãn mà đúng không? Đừng lo nha, bởi vì cơn ác mộng đó sẽ được tàn biến ngay thôi. Bởi vì mình sẽ mang đến cho các bạn một giải pháp mà sẽ khiến việc dọn dẹp nhà cửa trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Mà muốn biết thứ đó là gì thì hãy cùng theo dõi video này nhé. Ta-da! Robot hút bụi, chẳng cần cặm cụi, nhà vẫn sạch bụi. Nó không phải là bảo bối của Doraemon hay là sản phẩm đến từ tương lai đâu, mà nó là con robot hút bụi. Mà sau quá trình trải nghiệm thì Vi tự đánh giá là nó mang trong mình thứ nội tại gọi là 4SE. Nghe thì hơi mông lung đúng không? Không sao, bây giờ thì Vi sẽ giải thích cho các bạn cùng hiểu rõ hơn nha. Chỉ cần bỏ ra vài triệu thôi là bạn có thể sở hữu một em robot hút bụi kiêm luôn việc lau dọn nhà cửa nhờ được tích hợp các nước cùng dễ lau như này đây. Giờ thì kể Vi nghe đi, ngày Tết thì bạn mệt mỏi với việc duy nhất chính là lau nhà, quét nhà đúng không? Chỉ cần cắm sạc vào và khởi động robot lên thôi là nó sẽ lau ngay ra và dọn dẹp toàn bộ nhà cửa một cách hoàn toàn tự động luôn. Mọi thao tác chúng ta sẽ điều khiển hoàn toàn trên ứng dụng điện thoại. Nó sẽ đặc biệt hiệu quả với những cặp vợ chồng sống ở chung cư, bởi vì những ngày Tết thì chúng ta sẽ thường về quê thăm ông bà hay là cha mẹ và nỗi lo về việc bụi bẩn đám đầy sàn nhà sau khi lên thành phố lại sẽ không còn nữa thông qua việc hẹn giờ hoạt động cho robot trong phần cài đặt. Chẳng hạn như ở đây mình cài đặt giờ hoạt động là 12 giờ, ngày thứ 3 và thứ 4 thì cứ đúng giờ đó, ngày đó robot sẽ tự giác rời trạm sạc đi ra để hút sạch bụi bẩn trong nhà. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ dành cho các bạn là sàn cần phải được làm sạch thảm hay là dễ lau chân nha, hay tất tần tật những vật dụng cao hơn 2cm, trừ bàn ghế kệ tủ, có như vậy thì robot mới dễ dàng di chuyển được. Đồng thời khi không có người ở nhà thì các bạn cũng không nên sử dụng phần lau nhà nha. Tốt nhất cứ tháo các nước ra, bởi khi đó chúng ta sẽ không thể thay nước bẩn đi được. Với bộ cảm biến chạm cùng phần đầu đang hồi được, bạn cứ yên tâm là nó sẽ chẳng gặp vấn đề hay gây hư hao gì khi lau vào tường, chân ghế, chân tủ, khi hoạt động trong sự cô đơn đâu. Vậy bạn muốn con robot hút bụi bên cạnh bạn trong những ngày Tết thì sao? Đơn giản thôi, gánh nặng dọn dẹp trên vai bạn trong những ngày Tết sẽ nhẹ đi đáng kể đó. Việc hẹn lịch làm việc của robot sẽ trở nên hữu ích khi bạn ra khỏi nhà, đi chùa hay là đi chúc Tết người thân. Trong lúc mà bạn đang du xuân với người thân thì ở nhà con sen vẫn đang miệt mài lau dọn. Những ngày Tết thường thì chúng ta sẽ ăn uống rất là nhiều, tạo ra rất là nhiều vụn thức ăn rơi dưới mặt sàn. Tuy nhiên với robot hút bụi, nó sẽ hút sạch từ bụi bẩn, hạt dưa cho đến thức ăn rơi ra sàn nhà. Tiếp đó hệ thống két nước và giẻ lau được tích hợp bên trong robot sẽ giữ trọng trách lau sạch những vết bẩn còn sót lại trên sàn nhà. Tóm lại, robot làm việc trên cơ chế tự động hút và lau được điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại. Đó chính là Smart, sự thông minh. Đây là chữ S đầu tiên mà mình muốn đề cập. Như vậy thì chúng ta vui, gia đình chúng ta vui, bạn bè khách khứa chúng ta vui. Nhưng mà nếu có ai đó buồn thì chỉ có thể là những thứ này thôi. Bởi vì từ nay chúng đã chính thức thất nghiệp. Mặt khác, nếu việc tự động hóa trở nên nhàm chán với bạn thì chúng ta cứ ngồi thong thả trên ghế sofa rồi điều khiển robot di chuyển qua lại để làm sạch theo đúng ý đồ của mình thông qua app trên điện thoại. Đã qua rồi cái thời mình phải cặm cụi, còng lưng để lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà. Thay vào đó, mình có thể điều khiển nó xoay trái, xoay sang phải hay đi thẳng tùy thích. Điều này rất tiện nếu bạn chỉ muốn robot làm sạch ở những khu vực nhất định trong nhà. Với thân hình nhỏ gọn, cao không quá 10cm, robot có thể chui vào mọi ngóc ngách như gầm bàn, gầm tủ, làm sạch ở những vị trí mà chúng ta rất khó khăn để tiếp cận được. Như các bạn thấy ở đây, con sen của mình dễ lạng lách, đánh võng, chui gầm ghế dễ dàng như đi chợ ở đây. Ngoài ra, robot hút bụi còn có một ưu điểm nổi bật nữa, đó chính là nó có thể tập trung làm sạch một khu vực cụ thể theo yêu cầu của chủ nhân qua chế độ làm sạch điểm. Chỉ cần bạn điều khiển robot đến khu vực chỉ định rồi chọn chế độ làm sạch điểm, robot sẽ tập trung di chuyển đến khu vực chỉ định và tập trung hết khả năng để hút và lau sạch khu vực đó theo hình xoắn ốc. Điều này rất thích hợp với những bạn hay thích ngồi quay quần ăn uống trên mặt sàn cùng với gia đình. Sau khi dọn dẹp chén dĩa xuống bếp rồi thì mình cứ điều khiển robot ra khu vực vừa ăn uống xong và chọn chế độ làm sạch điểm, rửa chén xong đi ra thì vụn thức ăn và vết bẩn cũng biến mất luôn. Mình gọi đấy là Shell bởi vì nó giúp bạn tối ưu hóa và tiết kiệm được thời gian, và đây cũng là chữ S thứ hai. Và các bạn nhớ là gắn hai cái chổi phụ này vào nha, nó không phải để trang trí làm đẹp đâu. Tác dụng của chổi phụ là để quét mọi bụi bẩn vào khu vực lỗ hút chính, nên các bạn cứ yên tâm là nó sẽ không để
sót lại vật gì trên đường đi của mình đâu. Song song đó, như mình đã đề cập ở trên, thì con robot hút bụi này được thiết kế để trở nên vô cùng thân thiện với con người. Tại sao ư? Các bạn hãy nhìn vô phần mặt trước này đây, nó có độ đàn hồi rất là tốt. Ngoài tác dụng giảm lực, tránh hư hao khi robot chạm vật cản, nó còn giúp robot lỡ đâm trúng chân bạn hay vào em bé thì cũng chẳng gây ra vấn đề gì quá lớn đâu. Rất thân thiện và an toàn đúng không các bạn? Mình gọi đó là Chef chữ S thứ 3. Thời gian làm sạch của robot trong căn phòng cỡ khoảng 50m², nhưng phòng khách nhà mình diễn ra khá là nhanh, chỉ khoảng 30 phút thôi ở chế độ tiêu chuẩn. Mình cũng nói rõ lại quá trình dọn dẹp của nó là vừa hút vừa lau sạch sàn nhà luôn nhé. Và các bạn không nghe lầm đâu, chỉ 30 phút cho diện tích phòng cỡ 50m² bằng thời gian chúng ta chợp mắt ngủ trưa hay xem hết một tiểu phẩm hài ngày Tết. Còn nếu bạn muốn nhanh thêm nữa thì cứ chọn chế độ cực đại, lúc này robot sẽ tăng công suất hoạt động lên mức tối đa và cuốn hết bụi bẩn trong thời gian ngắn. Quá tốc độ phải không? Đây chính là Speed chữ S thứ 4 mà mình muốn đề cập. Thế còn chữ E cuối cùng mang hàm ý gì nhỉ? Không lấy thêm thời gian của các bạn nữa đâu. Chữ E này chính là Endurance, nghĩa là sự bền bỉ. Với một trạm sạc được cắm điện sẵn, robot hút bụi có thể hoạt động không ngừng nghỉ liên tục trong, trước và sau Tết. Đến khi bạn muốn nó dừng thì thôi. Không giống như điện thoại di động, các bạn phải phục vụ nó khi hết pin. Robot hút bụi khi cạn nhiên liệu, nó sẽ tự giác quay về trạm sạc, nạp đủ pin lại thì lao ra làm sạch đúng ngay vị trí dàn dở vừa nãy. Dọn dẹp việc không biết mệt mỏi, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ nhân giao phó mà không hề phàn nàn và chắc chắn là không bao giờ đình công. Với con robot này thì mình đã hoàn toàn tin vào sự thật của câu nói, làm như một cái máy rồi đó. Một lưu ý cuối cho các bạn là chúng ta nên đặt một miếng lót ngay trạm sạc để tránh việc robot làm rơi bụi ra nha. Nếu robot nhà bạn không được tặng kèm miếng lót thì chúng ta có thể thay thế bằng bìa cách tông hay là ván ép đều được. Xong, như vậy là mình đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sử dụng robot hút bụi trong những ngày Tết rồi. Nói chung là dù bạn có ăn Tết gần robot hay xa robot thì con robot hút bụi này đều sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn và cả gia đình của bạn luôn, nhờ cơ chế làm việc tự động thông qua chế độ hẹn lịch làm việc. Ngày Tết là dịp mà các bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn chứ không phải lao lao chùi chùi đâu. Tất cả mọi thứ thì cứ để con Sen này lo là được. Còn nếu như các bạn còn có những kinh nghiệm nào khác trong việc sử dụng robot trong những ngày Tết thì hãy để lại comment phía bên dưới nha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!